Hello, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đến kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ đi qua một chút là Tà Phi. Ở đây cách giữa Lai Châu và Lào Cai khoảng 40 cây. Một xã rất là đẹp của Lào Cai, của Sapa. Khá là dốc. Giờ thì có điểm trao dựng thông báo rất nhiều về rất là nhiều. Đây là xây kiểu thân xây. Mình đã vào đây được một lần rồi. Đi vào trong kia à, có thêm đắm sữa nước nóng, đắm lá thuốc trong đó, lá thuốc của người dân tộc Dao. Sau đó trong đó chậu mai rất là đẹp. Mình đã thấy là khu du lịch cổ trước à, khu du lịch trong kia thì mình cũng chưa mua đâu. Làm nếu sao vậy thì mua. Ồ, mình có đi chơi đâu, đi ngắm à? Quê ở đâu lên? Em ở Lào Cai và Lai Châu lên. Chị à? Chị à? Này à? Nát đi vào thì vào bản này giao không? Em không, em vào đấy tắm xong lá suốt lá thuốc suốt rồi, lượn vào đây ngắm thôi. Cô đang tạo dáng. Wow. Nó đẹp lắm, rất là cổ kính hoang sơ. Đây có những cành đào, cành mai rất là đẹp nhé. Sơ luôn. Là để những đá này không phải lấy bằng xi măng đâu các bạn. Này, ngày xưa công cụ ngày xưa xây rất là chắc chắn, không phải bằng xi măng. Này, toàn những đá phiến và được điêu khắc thành một viên vuông như này. Đấy. Toàn đá ấy luôn thôi. Đá khối luôn. Đây thì đã bỏ hoang tương đối là lâu rồi. Mà đấy, xem này, đá vẫn còn rất là chắc chắn này. Ngày vữa ngày xưa làm cũng không phải là xi măng như bây giờ đâu. À, vẫn là rất là chắc chắn, kiên cố. Đây là điểm chụp ảnh khá là chill. Cô người dân tộc Dao bán vải, bán khăn, rất là niềm nở. Đây thì tôi sẽ đi ra đấy xem người kinh doanh như nào, muốn bán ra sao nhé.
khăn quàng cổ trên quàng cổ ở đầu của người dân tộc Dao. Bên khu phía bên này là chiếc homestay bỏ hoang và bây giờ đang đợi cho công nhân nào và giờ chưa đi vào hoạt động. Bên cạnh nó có một con S600 Mercedes khá là cổ, một con Mercedes Prado biển khá là rất là đẹp nhỉ, 0818 và 36698 khá là đẹp. Đây là có phòng nghỉ nhưng mà hiện tại là chưa được vào kinh doanh nhưng mà chưa dọn dẹp tu sửa lại. Đây có một chậu địa lan này được cái là nở rất là lâu, nở xong rất là lâu tàn, chơi từ trước Tết đến sau Tết và vẫn còn này, khá là bền các bạn ạ. Bay spa dừng chân nghỉ lại ở giữa Sapa với Lai Châu mà không muốn vào trong thị trấn Sapa. Bao tiền cái khăn đấy hả cô? Khăn 150 thôi, bán rẻ thôi. 150 vừa à? 150 thôi. Chị này lâu lắm không được tiền thì bán 150 mua cái cho chị nhá. Mua cái này nè. 150 đắt quá. 100. Ôi giời ơi, ghê. Cứ xem 100 bán mà hàng này. 100 bán mà hàng. Bán đi nữa nhà kia mở được gì nữa. Ồ. Thế thật. Hai cô kia mở rồi đây. Từ sáng rồi. Này, này khăn mình tự thêu hết hay là mua ngoài đây? Tự thêu thì cái bán này. Tìm máy dệt. Tự thêu thì 200-300 này. Mua đẹp lắm mà. Bảo bạn mua đi. Là cá túi này. Đây có đồng xu. Vâng, ba đồng xu may mắn. Em ấy mua tìm mua. Mua cũng là có độc độ bao giờ đâu. Cái này mà. Mua cá bé bé là điện thoại này. Con gái thôi. Con mua về tặng cho người yêu, tặng cho vợ. Cảm ơn cô nha, cảm ơn chị nha. Cái đấy là cái gì hả cô? Tranh treo tường. À, tranh treo tường hả? Thì lâu lắm thì được thì cũng bán 150. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.